Xin chào tất cả các bạn, mình xin phép được tiếp tục giới thiệu thêm cho các bạn những công việc sẽ phỏng vấn bên mình nhé. Một job tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn là job IT. Với job IT này thì bên mình cũng tuyển là nhân viên chính thức hoặc là các bạn cũng có thể làm với dạng hacker nữa nhé. Số lượng cần tuyển thì bên mình cần tuyển từ 1 đến 2 bạn. Và nội dung công việc ở đây thì các bạn biết rồi, sẽ làm những công việc liên quan đến IT nhé. Địa điểm làm việc ở đây các bạn sẽ làm việc ở tỉnh Kanagawa. Công ty thì làm việc từ 10 giờ cho đến 18:30 và mức lương ở đây khởi điểm sẽ dao động từ tầm 24 man cho đến 29 man. Và trình độ tiếng Nhật ở đây thì chỉ yêu cầu hội thoại thông thường thôi. Tất nhiên là những job IT thì rất là cần những bạn mà có khả năng nói được tiếng Anh nhé. Ngoài ra thì công ty rất là hoan nghênh những bạn mà có kinh nghiệm rồi. Tuy nhiên những bạn mà chưa có kinh nghiệm thì công ty cũng sẽ có thể hướng dẫn và chỉ bảo thêm nhé. Những bạn có hứng thú với công việc này thì có thể đăng ký tham gia phỏng vấn bên mình ở đây là ngày thứ ba, ngày 24/1 vào lúc 15 giờ. Ngoài ra thì bên mình tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật đều diễn ra các buổi Setsumeikai vào lúc 12 giờ và phỏng vấn bên mình sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video giới thiệu việc làm tiếp theo.